Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của Hiếu Phong Official. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip, đó chính là unboxing những gì mà tụi mình mua trong mùa dịch. Không phải mùa dịch mà là gọi là cái tháng đó nha, trong tháng này nha mọi người. Đúng rồi, có nhiều đơn hàng lâu lắm luôn rồi mới tới. Bây giờ thì tụi mình sẽ quay sơ đây cái này, đó anh ra cho mọi người xem. Đó, một đống đồ luôn mọi người. À, mọi người thấy không, quá trời đồ luôn. Bây giờ thì hãy cùng mình unboxing time. Thì bây giờ sau khi mình đã sắp xếp ngang cái chỗ này xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu unbox xem trong tháng này hoặc là trong tháng tới, lộn, trong tháng này tháng sau hoặc là vừa rồi mình đã tháng này tháng sau. Ủa, đang ở tháng này thì nhảy tháng sau, đã bỏ sang tháng này mình nhảy bắt sang tháng sau đó. Tháng trước, tháng trước và tháng này tụi mình đã không, mọi người Hiếu nó có cũng có thời gian anh đi trước tương lai, xong rồi lấy đồ tương lai về cũng gì đây, nó bóc xin cho mọi người coi. Bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu thôi nè. Món đầu tiên cái gì vậy? Không biết. Cái này 322.000. Không biết cái gì. Anh lại bắt mình đem đó. Cái đồ tôi xin bắt nha mọi người. Ủa cái đồ ấy nhỏ nhỏ đâu vậy? 322.000 bên kia. Anh là cái đồ dao này nhỏ cái gì đâu vậy? Một cái thôi, bóc từng cái mà tự nhiên cái. Để anh bóc đi, để tao bóc. Thì mày bóc, mày lấy ra mày bóc. Mệt ha. Mệt. Không xâm chiếm xâm phạm gì đó. Đây cái gì trời. Nhưng hồi thì tôi cũng biết là tôi nghĩ là cái vlog này sẽ rất là dài. À. Cái gì vậy? Đây là cái con chuột máy tính như tôi đặt với mọi người 300. À, bữa đó đang sale, như cái này đang sale là bữa tôi mua là giá gốc là 600.000 mà sale 300. Mình có thể nó lớn là xíu được. Giá gốc có 600.000 nha mọi người, nhưng tôi bữa đó là sale lớn của Shopee nên còn 350 nên tôi thấy gì được. Con chuột đầu tiên trong đời của tôi, con chuột xinh xò. Mày có thể để xác cho mọi người thấy cận cảnh cái con chuột không? Để mà xa con thấy. Con chuột là sẽ phát ra đèn nha mọi người nha, có 7 chế độ đèn luôn. Chuột đèn mới like sẽ tôi sẽ like cho mọi người xem. Thế mình nghĩ cái là gì vậy tôi? Cái gì? Sách nghĩa có con đĩa gì nữa nè. À mấy món này mình sẽ để mọi người muốn mua, mọi người tham khảo thì mọi người có thể nhớ cái này để chơi búp gì làm đấy ta mọi người để mọi người cái này sẽ có đĩa chơi búp gì được luôn nha, tụi mình không biết cái gì nữa. Thôi, đây là ví dụ như mấy cái món đồ tụi mình đã unboxing trên cái video này, tụi mình sẽ để lên ở dưới phần mô tả, mọi người chỉ nhấp vô và mọi người chỉ cần mua thôi nha. Chúc mọi người may mắn nha, mọi người may mắn là xong á. Đây mình sẽ unbox một cái món đồ đó chính là cái gì ta, cái gì mà cái kệ order chụp ảnh gì đó mình không biết nữa, order nhiều quá nè. Bao nhiêu tiền? 113.000 mọi người. Không ăn cái gì vậy? Kệ gì chụp ảnh vậy? Cái đồ gỗ chụp ảnh á. Ai nè. Trời ơi. Âu. Cái đồ chụp ảnh là gì? Để bánh đi mấy mà anh. Mua nhiều quá thì đồ phí đi. Đặt cái đồ quay. Đây. Đây, đây chính cái rổ này mọi người. Cái rổ này, cái rổ này để đựng bánh gì đó. Sắp tới sẽ có trong tôi mọi người xem nha. Mình sẽ để và đây mấy cái này anh bắt không bỏ vào đây đi, lát nữa rồi ổn thế đó đi, xong rồi tiếp tới cái này. Cái này nhìn khỏi khỏi cần biết, không biết cái gì luôn. Cái gì hả? Cái này là cái đồ để cho con thu á mọi người ơi. Trời ơi, trời lắm. Nhiều vậy anh? Cái này giá như là 189.000 là 200.000 nha, gần 200.000 nha mọi người. Đây cái đồ này để để chiếc ngọc nè. Không, tao gì nè. Như mấy mẹ ở phố vậy, mấy mẹ ở Tây Nguyên mà dắt mấy con này mà đi làm mướn cho mọi người. Cậu mang chéo gì nữa? Sao mang chéo hả? Đây, bỏ con đĩ xu hay cái gì đó vô đây. Đó mọi người, đó ở phía đường đi xe hay gì đó. 189k nha, sẽ có link ở dưới nha mọi người muốn mua thì cho những biết bạn thú cưng của mình có nhiều size. Đâu rồi. Sao qua ngày mai ba dắt con đi chơi. Bỏ qua đây. Đây là một món chính là đồ con sô. Đồ con sô hả? Đó con chó với má này rồi. Con chó này mọi người. Hình như đây là cái gì vậy? Người ta cái đồ nhỏ nhỏ gáy tay sao? Cái gáy tay hả? Nhổ lông tay. Nhổ lông cho thú cưng, nhổ lông tay thú cưng á. Kiểu như lông tay dơ mọi người hôi á. Bao nhiêu ta? Bao nhiêu vậy? Không biết. Chết mẹ cái hai này. Mày coi tao luôn rồi. Đây. Cái chai này là chai bột nhổ lông tay cho thú cưng. Đây là mấy ngàn á. Chắc là gì vậy mọi người? Tê bằng bột 50 mấy ngàn chai á. Còn chút tiền ship thì mình không nhớ nữa. Bộ này gì anh đóng bóp xin anh. Bạn ơi đừng nghiêng nữa. Cái gì ta đặt nhiều cái quá này, cái này trời ơi đừng có đếp cho bạn. 92.200 300 đồng chứ gần. Cái gì? Ủa 96.000 chứ 96.200 đồng gần 97 cho tròn 100 luôn đi. À cái đồ để con chuột
Cái đầu để con chuột. Con chuột. Tại đó là mình sắp tới gaming nên mình sẽ like game nên mình đã mua những đồ dụng cụ và máy tính. Thì cái này là một trong những thứ đó, chính là cái đồ để cái tai nghe á. Đồ để tai nghe nha mọi người, đó không? Giá nhiều vậy? 100 nghìn 96 nghìn mà thôi cho 100 nghìn luôn mọi người. Tiền ship tính tiền ship luôn á. Với lại tụi mình mua cái này là trong vòng sale luôn. Cái này gắn hả? Gắn hả? Gắn. Gắn đúng không? Đúng rồi, gắn. Để mà unboxing xong gắn cho mọi người xem luôn nè. Gắn cho mọi người xem. Bạn ơi đừng nghiêng nữa. Ủa dạ, sao gắn vậy trời? Sao cứng vậy? Được không? Gắn cứng không? Rồi thôi, rồi để cho mình coi, để qua bên đi. Đây, là mình sẽ để qua bên. Nó tập lao mọi người, mở cái đầu á. Đây, mình sẽ mình cái một cái kiện này đó chính là cái đây mọi người. Cái đơn này là đơn gì ta? Đây mọi người thấy không? Đây mọi người thấy không? Cũng có xem rõ thôi cái đơn này. Đấy nha, đấy nha. Đây, à, đây là cái kệ hình. Cái khung hình lộn. Đây, cái khung hình. Cái khung này hình nhỏ nè mọi người. Đó, mọi người thấy hình nhỏ không? Để lại cái hình bự này nè. Đấy mọi người có thể in cái hình vuông vuông của mọi người vô trong đây nè để kỷ niệm trên một cái tủ này đó. Còn ở đây mọi người có thể in hình kỷ niệm này hay là cái này cưới, là quên hình cưới của mọi người. Cái này là tổng hai cái này là 102 ngàn mọi người. Còn kỳ xinh luôn nha, mốt tôi làm luôn, tôi sẽ cho mọi người xem kỹ hơn nữa. Phòng của tôi xem này bắt cái gì đi. Show ơi show để cho ba làm gì á. Gì đây? Đây là chữ ký của người nhận 124.740 đồng. À hình. Cái bộ ảnh 100 ảnh, mọi người có thể đặt họ in. Ôi đẹp gì? Thôi. Trời ơi, mày nói. Đẹp quá nè. Đây, đây, thả cho mọi người xem. Ôi, cái gì mọi người thấy rồi. Đây, sắp tới sẽ có dùm tôi cho mọi người xem. Để nó đẹp hơn. Đây, anh, hình của tôi in. Hình như hết thảy là tôi in 100 đồng. Đừng, bây giờ những cái cọng nha, cái cọng mà tôi kiếp. Không, nó để cái mặt quỷ hiếu cho đầu tiên, không hiểu mọi người. Ôi trời ơi, đẹp trai quá à. Cái này để hư hình nè. Cái này để gắn vô cái khung nhỏ nhỏ này cũng được, thì khuôn lớn thì bạn gắn 2-3 ảnh nha. Nói chung là lâm tour tụi tôi sẽ làm hoàn thiện cho mọi người xem. Ừ, chờ coi lâm tour phần mới đi. À, cái này là thôi mình cái này nhỏ để muốn mình cũng muốn unboxing thì mình sẽ unboxing cái này cho. Cái gì? Cái này sẽ là 98.000 hả? Gương gỗ Hàn Quốc. À cái gương gỗ mọi người. Đây là 98.000 nha, để mình gõ thử xem có cái gì đây. Tiền mua cái như mua xong cái nó ập tới một lần thì không hiểu trả đâu luôn. Tao đó là mẹ tôi nha. Tổng cộng là mẹ tụi tôi nói là trời hai đứa mình mua đồ mà nhiều thế. Tao đó một hai là cái gì mà thằng ra tụi không mua đồ thì nó sẽ bị cái thứ mèo bà. Trời ơi, xíu có thể nhẹ nhàng để gói đồ bán cho ta chứ má. Để gói hàng, để cái hộp này gói hàng áo. Thằng nãy dùng nó sao? Trời ơi, ship tan quang luôn mọi người. Còn cái gì vậy? Ủa em mới có xin anh đưa riêng em để coi thử cái gì? Ủa vợ chồng cứ quỳ quỷ nè, giết cả một cái lỗ là mình à. Của này của em à? Của ai, em gì? Thì cái gương mọi người, gương này mình có thể soi gương, mình sẽ có chụp hình cho mọi người xem trên Instagram nha. Quên tích cho mọi người xem. Đây gương này. Đây gương này cũng đẹp nè. Đây có tặng cái kiến nè mọi người ơi. Cái bút cây bút mát tiện mua cái gương tặng cái kiến. Lộ má ơi. Ủa má mua cái gương phải có cái kiến chứ. Ê ê lộ cái gương. Cái gương nó tặng cho mình một cái viết ra này vậy. Ví dụ như hình trái tim hoặc là hiếu đẹp trai cute đó. Hiếu đẹp trai cute thôi nè. Bỏ ba dữ thôi. Nhưng xinh mà mọi người mà cứ vớt chất tại gỗ nó không có bị gương gương đâu. Để 98 nghìn mọi người. Nếu mà mọi người muốn mua những sản phẩm ở trên đây mình sẽ để dưới link dưới phần mô tả. Nhắc vô thôi. Sẽ để bằng bên. Tiếp theo là cái gì đây? 100 đồ không có phá cái tay nè. 120 ngàn tổng tiền ship luôn nha mọi người nha. Mọi người không biết cái gì. Ờ nhỏ mọi người. Mọi người có hay chơi cái trò này mà gì hả? Mọi người. Cái gì nha? Cái ờ cái này là cái đồ cái này là cái đồ bịt miệng anh lại để cho cái miệng anh bớt nói lại để cho cái livestream cái em. Cái này là cái đồ cái mút đệm của tai nghe đợt trước, cái tai nghe laser của mình mua nó bị cái mút nó bị hư nên mình đã gỡ ra rồi. Cái tai nghe 2 triệu thay vô cho mọi người. Ừ, cái tai nghe đó mua nhiều 2 triệu mấy mọi người, mất sang còn cái tai nhỏ. Nếu mà có tai mèo nữa là 500 mấy một cái tai mèo nó. Ờ cái tai mèo. Ủa là mình mua tai nghe mình gắn tai mèo riêng, cái mèo gắn riêng. Để có mọi người hay là mình thích nghĩ là mình sẽ nên mua luôn ta. Thôi mà phí tiền quá. Tổng thiệt hại của mình tôm. Tổng hết là cũng gần 2 triệu mấy sao. Hơn mọi người. Xô ra cho ba xô. Rồi nó ngồi đây nè mọi người. Có đó nè. Nó nằm đây nè. Bạn ơi đừng nghiêng nữa. Nhà mình còn gì đâu. Còn mới con quay. Đây chào mọi người. Xô chào các bạn xô. Xô có vợ nha mọi người. Vợ nó nằm trong. Vợ nó lì lắm. Lì với nó vậy. Nghĩ sao hai đứa ngủ chung. Ngủ chung ôm gì nè. Trong khi con nó bị nằm trong lòng nó khóc cũng muốn qua lên nên nó ơi nhưng mà không chơi ra, tại vì con mở mà nó ra một cái là tao nói
tụ 7 tụ 3 luôn mọi người, không được không được, nó sẽ nút lại. Không thôi mọi người để qua. Trời ơi nó xin nãy giờ muốn xỉu không dạ. Nó ngồi tới nó chỉ cắt buổi vậy nó mới chưa nó à, chưa giới thiệu xong. Cái này cái tay nha. Giới thiệu tiếp đi. Đây mình sẽ qua unboxing cái này là cái gì ta? Cái này là gì trời, chịu quá không nhớ luôn mọi người. Cái này là cái gì vậy? Giá nhiêu vậy? Cái tinh chất Nakia gì đó giá là cái của anh á, 300 mấy. Ủa cái đồ khui đâu vậy? Cái dao lọc giấy đâu? 300 mấy? Không, 500 mấy, hình như 500 mấy không anh? Không, 300 mấy. Nó sale nữa mà, đợt trước sale còn 200 mấy thôi má. Ừ, sale còn 200 mấy mọi người. Nên là mọi người nên lên Shopee hoặc là mọi người theo dõi Instagram tôi á. Tôi có thể để link mấy cái phần đề co ở trên phần mô tả. Mọi người chỉ cần nhấp vào mọi người mua thôi. Nhấp cái gì cứng hay. Trước khi có phần cái này một bên rồi. Sớm xuống. Má về ta gắn rồi tháng luôn á. Giờ được bên á. Nó sớm xuống mọi người. Nó xuất quần về mình gắn luôn. Trời ơi đẹp biết. Đây nè mọi người. Nó tặng cho tám thì rất vui, rất gì là hai một cái hộp đó, đó đó. Nói chung là mọi người thấy đâu tại vì lực cam mà. Thôi vô vấn đề chính mà bắt bình thường. Đây. Ủa cái này như nên nó xài xuống lắm á. Xài xuống mà. Gì? Xài xuống không? Nó xài ok. Ok hả? Ok. Hình như này là serum mọi người nha. Nào. Ủa trời ơi, dày dặn lắm mọi người. Đây đây mọi người thấy không? Đó. Trời ơi, nó dày dặn cả lên. Ủa cái chai này, ê, cái chai này mình thấy mấy bạn hot Instagram cũng hay xài cái này nè, cái này loại này nè. Ủa trời ơi, nó bị chát mọi người. Có những cái hãng này có rất nhiều công dụng mọi người có thể đến thăm khách. Trời ơi, cái này cho em xài mình làm được. Của anh mua thì em cho em xài. Là mình sẽ để qua bên đây. Giá 300 mấy ha. Mà xe còn sẽ để phần này qua bên đây. Tiếp theo. Anh unboxing đi, anh ngồi anh cà cà miết gì. Để đó cho coi, mệt ghê, sắp tấn xong. Lội quá cái này, cái gì trời. Cái này để thường quá mà. Bánh đầu đâu mà. Cái gì ta. Nè biết sao không? Cái cài mặt thọc nha mọi người. Dạ mọi người biết cho. Cho đi học mọi người hay quá mọi người ạ. Trời ơi cái. À đúng rồi, chú đụng nó con. Người biết rồi. Kim Pháp Sư. Không biết có ai mê hơn nữa. Tôi mê ghê gốm. Em cũng mê nữa. Cái phim này, cái phim này. Trời ơi, sợi đắt quá. Rồi, sợi đắt quá. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, ghê mọi người. Sao nó dày cứng quá mọi người. Mình cảm thấy nó bị rối loạn. Đây là cái đồ để bàn phím máy tính. Mà bàn phím máy tính mình cũ á thì mình nó mua cái mới. Mình mua bàn phím mới. Rồi nó khui mà đi tụi muốn ngồi tụi thanh xuân tụi nó mệt vậy nè. Khui chết má chắc đóng chắc. Hơi mệt luôn ha. Còn kiểu như ơ trời cái này là cái gì, cái này là cái gì tôi không biết, tôi không biết. Ôi trời. Trời dạo này tôi bị hay tập tôi đau muốn ngồi rất là mệt. Cứng quá. Bờ nó dán tích vậy. Ôi trời. Rồi xong. Trời ơi, dính đầu con su con tu vi. Hoàng đế chiêu giám, thiên thừa thiên phụng, phong sẽ bị đạp dưới chân hiêu. Đây, đó đẹp. Trời ơi, đẹp không? Ôi, có kia đẹp không? Bàn phím cũng chuột đẹp không? Rồi, bàn phím để con chuột bà đẹp đó. Cái này 300 mấy. 300 mấy là sale quá mà. Ê cái con bướm của em đâu? Không có con bướm. Không có con bướm à. Cái này có 2 nhân vật chính thôi. Đó, cái này. Rồi mình để qua bên đi má, xuống xuống. Rồi đứng nào. Cái gì ta? Ê bóc cái này đi anh. Khui cái này đi. Khui này nè. Trời ơi mọi người nó nặng kinh khủng luôn á. Nghĩ sao người ta hồi sáng người ta giao. Cái này có tôi mua này má. Má lành quá hà. Có tôi mua này. Đó Trần Thế Phong nè. 202.000 cho tôi mua biết cái gì luôn á. Gì vậy? Chính là hai cái sọt. Rổ để treo lên cái nó cầm lớn. Dao làm cầm vậy nè. Chị muốn kiếm mà. Muốn kiếm, coi muốn kiếm với em không? Thật ra mình cũng muốn chạm đầu yêu Thái Văn Hiếu lắm nhưng mà không được. Em thấy em yêu mà sẽ tốt hơn. Mình sẽ khui ra cho Thái Văn Hiếu nó inbox. Khui dùm nó thôi. Cái mặt mỹ đó tụi nó mất. Không cho mọi người xem được. Đây là gia tài của tôi. Mọi người đẹp quá. Cực kỳ đẹp đúng mọi người. Đây tôi sẽ cho mọi người coi sơ trước nha. Đây đó, quá trời luôn. Tôi không biết sao mà nó ôi trời ơi chia ra quá trời luôn. Trời ơi, nghĩ sao tặng nó. Đây mình sẽ cho người trước. Cái này là cái kệ sao, cái kệ mà kiểu như mọi người hay cái gì mà gọi là cái gì ánh. Cái này để vô cái gì quên rồi.
anh yêu. Cái này để cái đầu em. Để tương tác với mọi người đi, mọi người rất là cái này là bỏ cái kệ lứa, mọi người sẽ bỏ đồ với đạt gì lên đó, hay là mọi người muốn trưng bày cái gì đó, sắp tới sẽ có room tour và sẽ biết tác dụng của những cái này là cái gì. Nè, còn cái này là cái kẹp chế, chắc mọi người đều biết rồi ha. Đây cái kẹp ảnh của kẹp đùi không phải đâu, cái này là kẹp cái miệng, kẹp cái nếp cả lại. Quỷ à, trời ơi, cái gì trời, cái gì sắc hồn à, lớn cái gì ai lồi này còn xui nó hổn á. Rồi sao mình biết cái này rồi, cái này là cái đồ mà để kẹp đồ mọi người, ví dụ như cái rổ mình dính lên vậy nè, hát cái phần này không đây, đây. Rồi. Mọi người thấy không, đây cái phần cái kẹp hai cái phần này lại, xong mình sẽ kẹp lại như kẹp vậy nè, cái xong mình có thể móc đồ lại. Cái mọi người gắn được rồi, đây mình kẹp lại như nè, móc đồ vô không mua như chục cái sao cô ơi, đây là để ba hai đây là 10cm, còn có cái 8cm nữa mình mua hai là bao nhiêu, 20 cái. Đây nè, đúng không? Cái nhỏ 8cm, cái nhỏ nè. Ừ, đây. Cái này mình sẽ treo ghế lên đó để treo dây chuyền nè, treo những thứ như là súng, kiếm, kim bích sư chuẩn bị mình chụp đó. Mọi người xem phân biệt không? Xô nha, xô. Xô nó âm sầm ghê. Xô nó sầm. Ba ba. Rồi, món tiếp theo. Món tiếp theo là cái gì đây? Cái này chỉ giá là 850.000 là cái gì đây? Như thấy là cái như bàn phím ấy, bàn phím tôi mua. Cái mọi người ơi. Như sao nó làm sao nó rách cái bịch cũng cười vậy? Ôi được rồi. Cái bịch nó rách cái bịch xong gửi ra được mọi người. Nó chuyện nó ghê, nhưng mà nó ghê, nó nói chuyện vậy ta. Cái họ muốn nói, họ muốn nghe gì luôn từ nó luôn mọi người. Mọi người ơi, tôi sẽ chỉ cho mọi người cách chọc cho mấy con mừng. Mình như cảm thấy như mình thèm muốn ai đó ngay đây đó. Đúng là miệng em đó. Ai là im vậy? Đây, xô xô. Để con lại đây. Em lên lên lên. Ồ, cũng sợ chưa, cũng sợ đâu á. Đó, đây là bộ bàn phím 800 mấy chục nghìn, bàn phím lần đầu tiên mua trong đời xinh show. Bàn phím cơ. Tôi nghe nói giới thiệu là đây là bàn phím cơ có 25 chế độ thì. Nè, 25 chế độ này đưa ra cho mọi người xem. Có 25 chế độ này mọi người đó thấy không? Nó sẽ đổ nhiều đó. Đèn, nhiều đèn theo cái bạn bắt. Còn hình như là biết là cái nút này là cái nút nút đèn này, nút này có thể giảm âm lượng âm thanh luôn, qua lại bài hát đây luôn. Ồ, với mấy cái DC là mọi người. Quá căng à mọi người. Trời ơi, vui thật. Bà nơi định nghiên nữa. Nhà mình còn gì đâu. Trời ơi, đẹp rồi. Oh my god, đẹp quá vậy. Đó, 900 nghìn nha mọi người. 900 nghìn hả? À, cái này là nó có thêm cái đồ để gỡ mấy cái này ra, các bạn sẽ thay thêm mấy. Mọi người đó. Nó tặng thêm cái này nữa nè. Anh thấy kiểu như nó trái sáng của anh ta. Ờ, trái lắm á. Ờ, trái lắm á. Đồ có tiền vậy, đồ tiền vậy, còn đồ đồ không có tiền vứt vậy nào, cái gì nào? À, thì Phong nghèo lắm, giá học sinh thôi, cũng có gì như cái này nhiều bạn đừng quên rồi. Tám trăm mười cũng được, trăm mình mọi người đó, mọi người đây nghe vô đây mình sẽ lên mọi người tham khảo vô mua để mình mà mình không biết bây giờ nó lên hay nó xuống sao mình không biết nha. Giờ mình mua lúc sale hả? Để bên đây đi nè. Còn cái này cái gì mà khổng lồ em thích, em có cái gì mà nó vừa vừa á, giống như cái đất anh cũng vừa vừa đó. Đây đây, trời xem, trời nó bự nè mọi người, nó chia cái bản mặt tôi luôn mọi người ạ. À, clip mà nó chia cái bản mặt tôi không rồi. Đây cái này là nhiêu, đây là 244 ngàn. Cái gì tay hàng dễ vỡ giả trang gì tay nha má ơi, dễ vỡ đâu, hàng dễ vỡ này ta ghi nè, có đuôi gì rồi không má, má lại nó chạy chú đích tuần đi má. Tôi biết cái gì trời, tôi không biết nữa. Cái này nè, mở cái này nè. Bang cái gì, gió bắt đầu từ đâu? Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết nữa. Rồi nó... Ê, người ta gỡ đèn mẹ nguyên đường trắng này. Rồi biết đường gỡ. Đã chém được tàu quỷ. Đúng là Kim Mixer đã gặp anh rồi. Ờ mọi người ơi, sắp tới tháng 10 thì nó có Kim Mixer phim đẹp cho không nôn nóng quá đi. Rồi cái mùi cổ nó bóc luôn. Ê, cái chất gãy đẹp quá nhỏ. Ờ cái này nó đẹp hơn cái đó luôn anh, cái ấy của mình đó đúng không? Ủa xịn xò bấy luôn. Cái phân cái ai, cái đó là cái gì vậy em? Cái nhỏ đó. Đó của mình là cái gì vậy em? Rồi xí đây. Trời đây là cái kẻ hai tầng để bỏ đồ. Trời ơi, nó sẽ có room tour xịn xò lắm, trời ơi. Có còn cái phòng này biết bao nhiêu tiền của tôi. Trời ơi. Ôi trời ơi, bây giờ đây 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 cho mọi người. Thì bây giờ đây cũng là cái món cuối cùng rồi. Thì bây giờ tôi sẽ gọi lắp ráp món cho mọi người xem luôn nha. Ok, lắp ráp cho mọi người xem luôn nha. Thôi em ơi, hình như lấy cái cái gì? Lấy cái đồ cái mic A xuống, cái giỏ mic A có bỏ được đồ gì anh?
cái cây để leo ốc á, đúng không? Để nhìn lên trong một cái xe máy. À, thì là cái gì ta? À, em nhớ rồi, em lấy cho. Cái tủ bích đó, lấy tủ bích để đâu? Lấy tủ bích ở cái gì rồi đó? Cái tủ bích cây dài á. Cái dài dài, có thử trong cái vỏ kia, một trong cái vỏ đó, hai là vỏ xanh của hãng ấy. Chỉ Coca nó ngủ luôn. Ngủ và lột đầu lắm. Okay, mọi người nghe thì bây giờ. Ở đây, nó có bốn khúc này nè. Đây là cái hai cái thân vỏ của. Sẽ lắp ráp thôi. Không? Có, để em coi. Trời ơi, trời ơi. Cái này đúng không anh? Không, cái cây dài luôn. À, cái này hả? Ờ, đúng rồi. Nè. Đây, cái này không biết cái gì luôn. Ồ, vừa luôn mọi người. Xô đi cho ba xô. Xô. Xô đi cho ba. Rồi, rồi. Trời ơi, cái con này. Bạn ơi, nghe nữa. Bài Hiếu vô môi lên nè. Từ từ tôi đang xếp đồ rồi bà ơi. Đưa cho ba con. Ủa, rồi cái này còn nữa. Trời ơi, đi thật là nhẹ nhàng để đặt xuống đồ từ dĩ. Bạn ơi, đừng nghe nữa. Đó, rồi cái bàn kia. Cái gì vậy? Ủa, bỏ cái này hoài á. Cái này hoài á. Nào. Được. Lẽ hoài đúng rồi, phải có ốc này đúng rồi. Thì tụi mình có trên cái video này á, thì tụi mình sẽ để phía dưới phần mô tả, dưới link phần mô tả, mọi người chỉ cần mua, mọi người nhắc vào link và mọi người sẽ bao giờ đó mua thôi. Và đặc biệt là mọi người nhớ view vào phần mô tả, mọi người nhớ kết bạn Facebook với tôi với Phong, hoặc là follow Instagram của tụi tôi Phong đó nha. Bây giờ thì các bạn nếu mà thích video này thì hãy để cho mình một like, một share, một subscribe để ủng hộ tụi mình nha. Bây giờ thì bye bye.